Dư Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Dư Danh. Thì hôm nay Dư Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Dư Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Dư Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Dư Danh. Một lần nữa, Dư Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Dư Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Dư Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Dư Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn, Dư Danh đang đứng trong một khung cảnh ở ngoài đồng ruộng mà các bạn nhìn thấy bên cạnh của Dư Danh có những cây có bông trong cái khung cảnh vào mùa xuân rất là tuyệt đẹp. Nói đến ở khu vực mà Dư Danh đang đứng chia sẻ nơi đây, đó là giới thiệu cùng với tất cả các bạn. Cho Dư Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ, thì rạng sáng ngày hôm nay, kính thưa bạn, vào ngày 11 tháng 4 của năm 2024, Nga tấn công dồn dập tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ đất nước của Ukraine lên đến 5 tỉnh thành từ Kharkov, Odessa, Kherson và luôn cả ở thủ đô Kiev, cũng như ở tại tỉnh Bi giáp biên giới là giới giữa Ba Lan và Ukraine. Thì hiện tại ngay bây giờ, theo tin tức cho biết rằng là Nga đã tấn công máy bay không người lái, không chỉ riêng mà lực lượng quân đội Ukraine đã bắn hạ 36 chiếc và còn lại là tên lửa chưa có công bố là bao nhiêu, cũng như con số ca thương vong. Nhưng tình hình hiện tại ở tại tỉnh Kharkov hiện nay thì nói đến là Nga tấn công tàn bạo nơi đây, tập trung vào tỉnh Kharkov, cũng như nhận định vào dạng phòng không của Ukraine ở nơi đâu như thế nào. Đây là cuộc thí nghiệm. Hiện tại đã bị mất nguồn điện lên tới hơn 200.000 hộ gia đình của người dân Ukraine ở tại tỉnh Kharkov. Thì lực lượng quân đội Ukraine phải chật vật về đáp trả là giới tên lửa của Nga và lẫn cả máy bay không người lái. Những cuộc tấn công khốc liệt này hiện nay ở tại Kharkov, riêng về ở tại thủ đô Kiev thì chưa có tin tức. Hầu như tất cả các khu vực chưa có tin tức về sự thiệt hại, về nhân mạng, người dân như sao. Nhưng trước một ngày, vào ngày 10 của tháng 4 của năm 2024, thì ở miền nam Ukraine, từ Zaporizhia, Kherson cũng như Kharkov đã có 7 người tử vong và hàng chục người đã bị thương mà Nga tấn công một cách tàn bạo chưa từng có. Trước tình hình sự căng thẳng này mà Nga dồn dập để tìm mọi nỗ lực tấn công để chiếm lấy đất nước Ukraine, qua các báo chí chia sẻ về tình hình hiện tại, thì cái số ngày hôm nay, kính thưa bạn, thì từ tên lửa lẫn cả máy bay không người lái chưa có kết quả là tất cả là bao nhiêu, cũng như Ukraine bắn hạ được bao nhiêu. Với 9 máy bay Tu-95 và 4 máy bay Su-Mi-31 của Nga, loại máy bay Mi-31 mang tên lửa Yinsha cũng như tên lửa Kinzhong của Nga để tấn công vào thủ đô Kiev. Đó là chi tiết về tình hình cuộc tấn công mới nhất ngày hôm nay. Thì ở tại Ba Lan, nói đến không phải Ba Lan không mà còn nhiều quốc gia trong liên minh NATO đã tức tấp cho máy bay không người lái máy bay F-16 lên nghênh chiến và tìm xem là tên lửa của Nga có tấn công vào ở trong lãnh thổ của đất nước Ba Lan hay không, cũng như ba quốc gia ở vùng Baltic giáp là giới Belarus, kính thưa bạn. Cục diện của nó phải nói đang bước vào một giai đoạn là cực nóng trước tình hình thế sự này. Đó là theo chi tiết về cuộc tấn công mới nhất của Nga vào ngày hôm nay ở tại thủ đô Kiev cũng như toàn cả đất nước Ukraine, mà coi báo động giang không khắp cả khắp nơi ở lãnh thổ đất nước Ukraine. Riêng về tình hình chiến sự diễn ra ở tại Chechnya trong 24 giờ thì phải nói Nga đang thiệt hại nặng nề khi mà lực lượng quân đội Ukraine ở tại Chechnya cũng như luôn cả khu vực Adrianka đang bài trận và thiên la địa vọng, làm cho quân đội của Nga phải nói thiệt hại nặng nề trong 24 giờ. Thì con số báo cáo theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết, ông nói chúng tôi không thể kiểm soát được là số quân của Nga đã thiệt hại bao nhiêu. Nhưng theo tin tức từ ở chiến trường ở tại Chechnya
thì cho rằng là thiên la địa võng đã bày ở trên núi và xe tăng của Nga vào đây là một chung tập thể. Vì vậy, với trận đầu tiên Nga dùng chiến xa và lẫn cả xe bọc thép OA tập kích vào ở những khu vực ở tiền tuyến của Chasuria đã bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi và số xe tăng của Nga đã thiệt hại nặng nề trước thiên la địa võng của lực lượng quân đội Ukraine. Riêng về tình hình ở miền Bắc cũng như luôn cả miền Tây của Andriyanka, thì lực lượng quân đội Ukraine vẫn bào mòn và tiếp tục đẩy lùi những cuộc tấn công đó trước tình thế mà Ukraine đang thiếu thốn về nguồn lực vũ khí và đạn dược một cách phải nói rất là tồi tệ. Theo tin tức từ Tổng thư ký NATO, ông cho biết cũng như luôn cả ba quốc gia ở vùng Baltic, đó là Litva, Estonia và Nigeria, cho rằng hiện nay là lực lượng quân đội Ukraine là chỉ đáp trả được một phần đạn pháo với Nga, trong khi Nga bắn 10 quả đạn thì Ukraine bắn được chỉ 1-2 quả đạn, theo những gì mà các báo chí chia sẻ trước tình thế khó khăn của Ukraine hiện tại đây. Thì hiện nay Tổng thống Zelensky, sau khi cái chuyến đi của ông vào ngày 10 ở tại tỉnh Kharkov, ông tham qua chiến trường cũng như ông tham qua những tuyến phòng thủ ở tại tỉnh Kharkov và xem tình hình trực diện của nó như sau, cũng như nếu Nga tấn công bất chợt vào tỉnh Kharkov, mà đây là mục tiêu của Nga đã từng lên tiếng sẽ tấn công vào tỉnh lỵ này, thì Tổng thống Zelensky ông đến thị sát ở chiến trường và ông rút lại tinh thần của binh sĩ Ukraine hãy tiếp tục chiến đấu. Sau khi ông trở về rạng sáng ngày hôm nay, giữa thời điểm mà Nga tấn công vào thủ đô Kiev cũng như toàn cả đất nước của Ukraine, thì ông phải xuống hầm để ngồi họp cùng với tất cả các tướng lãnh từ tham mưu và cho đến bộ quốc phòng cũng như với giới chức của Ukraine. Ông nói tình hình hiện nay chúng ta đang căng thẳng một cách khốc liệt. Tôi yêu cầu đặc biệt nhất đó là với ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine phải có báo cáo về dạng sản xuất hỏa tiễn tầm xa cũng như mục tiêu của chúng ta. Thì theo tin tức từ quốc phòng với bộ công nghiệp hiện tại, nó cho biết đã trình lên nhiều mẫu hỏa tiễn tầm xa từ 500 cho đến 700 km trở lại và những mẫu được xác định, thì mục tiêu là hiện đang còn đang thí nghiệm để xem có chính xác độ của nó hay không. Thì Tổng thống Zelensky ông đã tuyên bố thẳng từ, ông nói hiện nay tôi đang muốn phá hủy cái cầu đảo Khima thời gian gần nhất. Chúng ta không còn đường lựa chọn, mà sự lựa chọn ngày hôm nay chúng ta không có vũ khí tầm xa, cũng như Hoa Kỳ và NATO không hỗ trợ về hỏa tiễn tầm xa cho chúng ta để đủ điều kiện để đáp ứng đánh sập cái cầu đảo Khima. Tôi muốn thời gian đó gần nhất. Theo lời của Tổng thống Zelensky, ông tuyên bố thì những chi tiết về vấn đề công nghệ quốc phòng hiện tại trong cuộc họp này không có thông báo như sau, kính thưa bạn. Nhưng qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông đã nêu ra thì tình hình hiện tại ở tại chiến trường thuộc Chasuria, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Siki, ông đã công bố, ông nói hiện nay chúng ta đã ngăn chặn hoàn toàn được bom lượng và bom chùm của Nga, đạt được thành công với máy bay không người lái, đặc biệt nhất một trong loại máy bay không người lái hình dạng mới nhất ngày hôm nay của Ukraine đã thí nghiệm qua ở tại Chasuria. Tức là thiên la địa võng này đã đạt được thành công khi những chiếc máy bay quấy nhiễu làm cho hệ thống điện từ của Nga không phải chính xác, và lúc đó là lúc Ukraine để đáp trả với những vũ khí đánh chặn và phá hủy những trái bom chùm cũng như luôn cả những trái bom lượng của Nga, mà loại sẽ là bom ngu phóng được nhưng không chính xác mục tiêu, đã được phá hủy thành công. Đó là mục tiêu thành công đầu tiên mà Ukraine đã đạt được. Thì theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết khi chúng ta đã được hoàn thành mục tiêu này, tôi hy vọng rằng ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta hãy sản xuất nhiều hơn nữa để ngăn chặn và đáp ứng nhu cầu cuộc chiến ở tại chiến trường tình hình miền Đông ở tại Donetsk ngay bây giờ. Đó là lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông đã công bố, kính thưa bạn. Thì nếu như lực lượng quân đội Ukraine đã có cách
để điều khiển cũng như phá hủy được những loại trái bom này và luôn cả bom chùm của Nga. Tức là Ukraine đạt được thành công và bước tiến sắp tới là Ukraine có thể đạt được mục tiêu là đợt phản công mạnh hơn theo những gì mà các báo chí chia sẻ cũng như lời qua lời phát biểu của tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky. Thì hôm nay nói đến là một trong nhân vật đặc biệt thuộc quốc phòng của Ukraine vừa lên tiếng cũng như luôn cả nằm trong quốc hội của Ukraine. Nói hiện nay đất nước của chúng ta ở trong cái tình trạng là chiến tranh, chúng ta cần phải thay đổi cục diện tức tốc, thay đổi từ luật pháp của Ukraine. Chúng ta không phải giữ gìn hoài cái luật pháp cũ kỹ đó, đặc biệt nhất là giới phụ nữ ở tại Ukraine, trong khi chúng ta đang thiếu binh lực về lực lượng quân đội. Thì hiện tại ở tại quân đội của Ukraine đã có 65.000 binh sĩ nữ đang phục vụ trong quân đội. Thì chúng ta hãy lợi dụng vào đây để kêu gọi với chị em phụ nữ. Đất nước đang chiến tranh, người dân của chúng ta cần phải có cái hàng hợp lực, cần phải có một lòng để chiến đấu với quân Nga giữa thời điểm Nga xâm lăng. Vì vậy nên bỏ cái lực cũ kỹ đó đi mà phải để cho phụ nữ tham gia vào quân đội giống như đất nước Do Thái hiện tại. Vì chúng ta có cái nỗ lực này, chúng ta mới đạt được thành công qua lời phát biểu của giới chức quân đội Ukraine cũng như quan chức ở tại quốc hội đang đề nghị quốc hội phải phê duyệt ngay cấp tốc về vấn đề luật thi hành quân dịch với phụ nữ, trừ những người có con và những người từ 18 tới 25, những người chưa lập gia đình có thể đủ khả năng để gia nhập quân đội. Giờ gia nhập quân đội, giờ bảo vệ được ở tiếng sau. Thí dụ những chị em không có tinh thần can đảm hãy phục vụ ở trong những tổ chức y tế và những tổ chức thiện nguyện, những tổ chức mà tất cả những gì đất nước của chúng ta đang cần. Đó là theo giới chức an ninh ở quân đội của Ukraine mới vừa công bố, thì hiện nay đang chờ ở quốc hội trình lên cũng như luôn cả tổng thống Zelensky phê duyệt. Thì tổng thống Zelensky ông cũng đã đồng thuận với cái kiểu khách này, vì tình hình hiện nay chúng ta đang gấp rút cần thiết, mà nếu như chúng ta đình trệ thì chúng ta không đủ binh lực, không đủ binh sĩ để chiến đấu ở chiến trường. Đây là một giải pháp cần thiết nhất, vì hiện tại đa số phần nhiều binh sĩ ở các nơi, những nơi mà không có chiến tranh bắt buộc cũng phải ở đây, thay vì những binh sĩ này ra chiến trường để lại cho giới phụ nữ đảm nhiệm về bảo vệ ở khu vực này theo những gì mà Ukraine vừa công bố. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chiến sự càng lúc càng đang căng thẳng, với cục diện của nó rất là tồi tệ ngày hôm nay về tình hình chiến trường, mà Ukraine hiện đang khao khát đạn dược và không đủ để cung cấp. Riêng về ông Kuleba thì ông nói hiện nay NATO và Hoa Kỳ im lặng mà họ không có nói một lời nào khi chúng tôi kêu gọi về hệ thống lá chắn, bắt buộc chúng tôi phải vay mượn, tìm những đồng minh. Hiện tại chúng tôi biết là NATO cũng như đồng minh của NATO đã có trên dưới hơn 100 khẩu đội của Patriot, nhưng các ông im lặng. Đây là hãy nói cái nỗi đau cho chúng tôi vô cùng, giữa lúc mà quân của Nga tấn công hàng ngày vào đất nước của chúng tôi, giết hại người dân hàng ngày hàng giờ hôm nay, mà chúng tôi đang không khao khát, không đủ hệ thống lá chắn. Vì vậy bắt buộc chúng tôi phải kêu gọi. Chúng tôi có thể nói là chúng tôi đang đập đầu vào tường để tìm ra một phương hướng mới, một phương hướng để chúng tôi có hệ thống lá chắn. Nhưng hầu như cái lời than gian gian của tôi, cái lời kêu gọi của chúng tôi với sự đáp trả là một sự im lặng. Một sự im lặng đó là một sự tàn nhẫn nhất cho người dân của đất nước chúng tôi, cho người dân Ukraine hiện tại ngay bây giờ, với lời than gian của ông Kuleba rất là thấm thiết. Thì Tổng thư ký NATO, ông đang thúc giục, ông nói là chúng ta phải hỗ trợ ngay bây giờ, không thể chờ đợi về vấn đề ngày mai, ngày mốt, mà phải tìm bằng mọi cách
để giúp Ukraine về hệ thống lá chắn. Có hệ thống lá chắn mới đạt được thành công, mới đạt được tương lai sắp tới, vừa vận hành, vừa sản xuất vũ khí và mọi chuyện dân dân. Đó là qua lời phát biểu của Tổng thư ký NATO, ông đã lên tiếng trước tình hình sự căng thẳng này. Vào ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, Ukraine cũng đáp trả khắp nơi ở trên lãnh thổ đất nước Nga, đặc biệt nhất là ở đảo Crimea. Thì những chi tiết này chưa có thông báo là sự thiệt hại của Nga bao nhiêu về tình hình, cũng như luôn cả Belgorod và những khu vực khác ở trong lãnh thổ của đất nước Nga. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Riêng về Nga hôm nay là Nga đang ở cái hàng tung một tin phải nói là giật con mắt trái và mắt phải, cũng phải Nga là te tu luôn, là giáo hội chánh thống của đất nước Nga hôm nay đã thông báo là kêu gọi một cuộc thánh chiến với đất nước của Ukraine để đáp trả những cuộc trả thù mà Ukraine đã tấn công ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Ây cha, vào ăn cướp của người ta đánh không lợi, sau khi bị người ta tập kích tấn công vào ở trong đất nước Nga, bây giờ thì kêu gọi với một cuộc thánh chiến. Đây là vấn đề mà các báo chí đang mổ xẻ về tình hình đất nước Nga khi mà giáo chủ của thống giáo của đất nước Nga đang kêu gọi một cuộc thánh chiến trả thù dân dân. Kính thưa bạn, thì nói đến vấn đề này, thời gian vừa qua khi Putin phát lệnh một cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine mà giáo chủ của thánh giáo Nga đã nhìn nhận đây là một cuộc xâm lăng. Một cuộc xâm lăng để trả thù vì Ukraine là kẻ phản bội đất nước Nga. Không biết là Ukraine nợ nần ông có nội, ông có ngoại gì của Putin không biết đất nước Nga ra sao, nhưng nói đây là một cuộc trả thù, một cuộc trả thù thánh chiến. Và thánh giáo của đất nước Nga không biết từ bao giờ quay trở lại trở thành một cực đoan Hồi giáo. Đây mới là vấn đề hiện tại và tình hình sắp tới. Tức là Putin đã nhìn nhận sự thật là đất nước của Nga là một kẻ xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của Ukraine, khi thống giáo của đất nước Nga đã nhìn nhận sự thật này. Và khi kêu gọi một cuộc thánh chiến này thì đầu tiên nhất hãng thông tấn AP nhận định tình hình ở tại đất nước Nga khi giáo chủ của thống giáo đất nước Nga kêu gọi một cuộc thánh chiến đáp trả lời với đất nước Ukraine mà Putin đã ra lệnh xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine kéo dài gần 3 năm nay, là một trong con số khổng lồ về nghĩa là nhân mạng con người. Vừa qua chúng ta thấy là giữa giáo chủ của thống giáo đất nước Nga, khi Putin mở cuộc xâm lăng, ông ra làm phép ở trên những chiếc xe tăng T-72, T-90, làm phép để đánh thắng Ukraine. Nhưng không ngờ phép của ông ta là một trong các phép tàn ác nhất chưa từng có, không thể đạt được thành công, bị Ukraine phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, với bùa phép của ông không đạt được mục tiêu thành công, bây giờ bắt đầu ông kêu gọi một cuộc thánh chiến. Một cuộc thánh chiến sắp tới là từ đây cho đến cuối năm. Theo lời của ông đã đưa ra và phát biểu rằng là từ đây đến cuối năm, bắt đầu Putin phải huy động lực lượng quân đội trên 400.000 quân sắp tới, vì Putin hết đường lựa chọn. Với số quân đội mà hiện tại ngay bây giờ là kêu gọi là hơn 300.000 quân. Kính thưa bạn, Putin chỉ nói là chỉ 150.000 thôi, nhưng con số này là hơn 300.000 quân hiện tại ngay bây giờ vì bắt cóc ở đất nước Nga. Nói đến việc bắt cóc thì vô số kể giới thanh niên là chưa có đúng tuyển để thi hành nghĩa vụ quân sự, tối hay đi chơi đêm. Cái chuyện này giống như vô danh hồi còn trẻ thích đi chơi đêm thì lạng quạng cái bộ đường, bị quân cảnh cũng như nhân viên an ninh của Nga bắt khỏi giấy tờ. Sau khi đó tạo ra nhiều điều kiện làm cho cự cãi với nhau và mời lên xe, cuối cùng đi thẳng vào ở chiến trường Ukraine ở Donetsk. Đó là nói đến về bắt cóc, mà bắt cóc một cách vô cớ chưa từng có, vì kêu lệnh để thi hành nghĩa vụ quân sự, họ trốn hết trơn, không có ai ở đó hết. Bắt đầu
bắt cóc nhiều chuyện, cũng như một trong tin tức ở tại bên cuộc mà máy bay của Nga đã ném bom vào ở trong làng của người dân của Nga. Ê cha, chuyện phải nói, nhưng mà cái mấy cha này ném bom chỗ đó hơi bị tệ, đó là không đúng mục tiêu. Muốn tấn công, muốn thả bom, hãy nghe Điện Kremlin. Vì vậy mục tiêu của Điện Kremlin muốn chấm dứt chiến tranh này thì những phi công của Nga phải thả bom vào đây. Nhưng ngược lại, khi họ bay thì bị phòng không của ở bên ruột đã bắn lên và máy bay của Nga đã bị rơi. Còn lại một chiếc bắt đầu nhấn bom chùn xuống, là theo tin tức từ hãng thông tấn AP đã cho biết là trên dưới số người tử vong có thể nói là hàng trăm người. Nhưng báo Nga nhắm tuyệt đối không được tiết lộ những tin tức này. Chẳng hạn như ở tại đảo Crimea mới vừa xảy ra đây là cũng máy bay ném bom ném ở trong đảo Crimea. Chuyện này ở tại đất nước Nga đang xảy ra nhiều chuyện mà khó có thể diễn tả được trước tình hình này. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga. Hôm nay thì kính thưa các bạn phải nói tin tức rất nhiều, nhiều thật nhiều, mà tin tức động trời, không tin tức phải nói là giật con mắt. Không biết những ngày sắp tới chúng ta sẽ ra sao trước tình thế này, hay lần lượt Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Trước tiên là lời của Tổng thư ký NATO, ông hiện nay đang kêu gọi tất cả các quốc gia hãy dồn nỗ lực nằm trong liên minh NATO. Chúng ta không chần chờ và hãy viện trợ vũ khí và biện pháp mà hỗ trợ cho Ukraine từ 107 tỷ cũng như những vũ khí phải tức tốc làm ngay bây giờ vì không còn kịp thời gian. Một trong tin tức đặc biệt nữa là theo lời của Tổng thống Ba Lan, ông đã công bố cho biết là hiện nay lực lượng đặc nhiệm lính đánh thuê của NATO đã có mặt ở tại Litva và cả thủ đô Kiev đang huấn luyện cho binh sĩ lực lượng quân đội Ukraine. Tức là NATO hiện nay bất chấp về vấn đề Nga lên án, Nga lên tiếng về lực lượng quân đội NATO có mặt ở tại Ukraine. Đây là bước đầu tiên, thì không có chi tiết về vấn đề là con số bao nhiêu ở cấp sĩ quan quân đội ở những đơn vị đặc nhiệm chuyên nghiệp này. Là theo tin tức từ Ba Lan cho rằng đây là lính đánh thuê, thì ba quốc gia ở vùng Baltic luôn cả Phần Lan đồng nhịp lên tiếng ủng hộ việc này, và chúng tôi sẽ bắt đầu tiến quân với những người dân ở các quốc gia nào muốn tham chiến vào Ukraine, những binh sĩ đã về hưu, chúng tôi sẵn sàng và chúng tôi trả lương. Ê cha, chuyện càng lúc càng lớn về tình hình ở châu Âu hiện nay, mà các quốc gia hãy nói là đang dùng dây cốt mà không có đường lựa chọn. Còn việc thủ tướng của Đức thì sao? Hiện nay theo lời của Tổng thống Zelensky, ông vẫn tha thiết kêu gọi là Đức hỗ trợ hỏa tiễn tầm xa, một trong loại hỏa tiễn trâu bò với tầm bắn 500 cây số, vẫn bế tắc vì ông đã tuyên bố rằng ông không có thể giải quyết được vấn đề này để trình qua Quốc hội. Nhưng nhiều lần Quốc hội Đức đã bác bỏ những chi tiết đó. Vì vậy tình hình mà hỗ trợ cho Ukraine về hỏa tiễn tầm xa hãy chính Ukraine tự sản xuất. Đây là cái cơ hội còn lại là cuối cùng. Thì một trong tin tức từ Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cho biết là tin tức lại là cái ông mà phát biểu ông đưa ra ông lại giấu tên, kính thưa bạn cũng như không, cho rằng Hoa Kỳ đang hỗ trợ một khối vũ khí lớn cho Ukraine, một trong cái rằng là nước thứ ba sẽ là nước thứ hai, nước thứ ba gì đó sẽ đến tay cho Ukraine trong thời gian gần nhất, một trong hệ thống lá chắn bằng laser. Kính thưa các bạn, đây là hệ thống điện từ laser, là kết hợp cùng với nguồn điện giờ không phải tốn tiền mà giờ được kết hợp thành công hơn với hệ thống bắn máy bay không người lái và luôn cả bom lượng gọn nhẹ ở tầm bắn, như vậy là từ 7 tới 10 cây số, thì cái hệ thống này có thể đạt được mục tiêu thành công cho Ukraine. Đây là một trong tin tức tiết lộ đầu tiên từ Hoa Kỳ đã cho biết. Cha nội tôi giấu tên, từ báo Washington Post đã đăng tin. Như vậy tin tức này tôi cũng chưa xác nhận được là sự thật của nó như sao, vì Hoa Kỳ hiện tại chưa có việc gói vũ khí là 61 tỷ đô la cho Ukraine, thì vẫn ở trong cái bế tắc. Thì những tin tức rò rỉ này có thể là có, cũng có thể là không, theo những gì các báo chí chia sẻ. Thì Diệu Danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn, nói hiện nay Pháp đang hạ thủy
chiếc tàu ngầm tìm thị đỉnh của Pháp, một trong loại vũ khí tối tân của Pháp. Và chiếc tàu ngầm này có thể mang đến là 12 quả tiễn hạt nhân, và mỗi một trái là trong đó có 8 đầu đạn hạt nhân. Với 8 đầu đạn hạt nhân mà có thể là với 8 mục tiêu, không phải là 8 đầu đạn này quất một cái rồi nó nằm tại chỗ đâu, kính thưa bạn, nó bay đi từng tỉnh, từng nơi ở trong cái phạm vi của nó, mà Pháp đã tuyên bố tìm thị đỉnh của Pháp là hiện nay đang đứng đầu của châu Âu và đang bắt đầu diễn hành đưa vào Biển Đen nằm chờ thời như kia. Ê cha, tình tiết về tình hình thế giới ở cục diện ngày hôm nay là đang bước vào ở trong một giai đoạn là cực nóng, mà hãy nói ở trong sấm trạng trình có tuyên bố rằng các kỹ sư đang ngồi lo chế tạo lấy điện trời sát hại sinh linh, thì bây giờ nó là thật sự, kính thưa các bạn. Bây giờ tất cả các quốc gia một cuộc chạy đua vũ trang, từ Anh, Pháp, Mỹ và luôn cả khối Liên minh NATO cũng như luôn cả khu vực châu Á, những quốc gia lớn nhỏ gì cũng phải chạy đua vũ trang. Ở nước rút này không chạy đua là chết chắc. Vì vậy là một cuộc chạy đua vũ trang này bây giờ bắt đầu màn ba cảnh ba của nó đã đến mà thế giới hôm nay đang báo động đỏ, đặc biệt nhất là tình hình ở Trung Đông hiện đang diễn ra trong 24 giờ và chuyện gì sắp đến với nhân loại của chúng ta của năm 2024 có phải là nhanh chóng lẻ làng như ở màn các báo chí bình luận hay không? Dù anh nghĩ rằng là nó phải đến từ năm 2025 và 27, nhưng không ngờ hiện nay bây giờ nó đang nóng bỏng và nó đang leo thang một cục diện của nó rất là tồi tệ của năm 2024, đặc biệt nhất là ngày hôm nay. Ngủ đêm sáng ngày nhiều tin tức chấn động, vô văn thả nó lắc đầu lắc ốc, mà không biết ngày mai ngày mốt này chúng ta còn chia sẻ với nhau, chúng ta còn nói chuyện với nhau ở trên diễn đàn của vô danh hay tất cả các kênh YouTube khác hay không, hay là rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngủ im lặng và không còn gì để nói. Đó là theo tin tức mà các báo chí bình luận hôm nay về tình hình ở tại châu Âu. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ, mà thời điểm của nó đã đến thời điểm quyết định. Kể từ khi tình báo của Hoa Kỳ đang báo động cho Do Thái là bắt đầu Iran sẽ mở đợt tấn công vào tuần này hoặc tuần tới, và thời gian tấn công từ 24 giờ tới 48 giờ đồng hồ sự kết hợp đó. Vì vậy là tình hình ở tại Trung Đông, tức là một giai đoạn đang cực nóng chưa từng có. Theo lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông gửi một thông điệp và cảnh cáo với Iran. Bất cứ một trái tên lửa của Iran tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái, mục tiêu của Do Thái bắt đầu sẽ tấn công trực tiếp thẳng vào trong lãnh thổ của đất nước Iran. Mà mục tiêu của Do Thái đó là nhấn chìm hạt nhân của Iran, tất cả những lò hạt nhân có thể bình địa hoàn toàn. Đây là lời nhấn mạnh của Thủ tướng Do Thái, giống như một hồi chuông cảnh báo đất nước của Iran sẽ bắt đầu bình địa và sụp đổ. Tình hình hiện tại ở Do Thái thì rất là căng thẳng. Thì hôm nay Tổng thống Biden, ông bắt đầu đã lên tiếng. Ông nói việc Iran chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái là một đồng minh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không để yên và Hoa Kỳ sẽ là sát cánh để bảo vệ đất nước Do Thái trên mọi hình thức. Tổng thống Biden ông tuyên bố câu này là các bạn biết rồi, trên mọi hình thức là sẵn sàng bảo vệ Do Thái trên mọi hình thức. Hiện nay thì Hoa Kỳ tức tốc vận chuyển một số vũ khí, hệ thống lá chắn, đặc biệt nhất là đạn HIMARS, đạn Patriot nằm trong hệ thống dàn chùm sắt của Do Thái. Đây là một trong loại vũ khí đánh chặn rất là quan trọng. Và Iran sẽ tập kích bao nhiêu tên lửa? Theo các báo chí bình luận về tình hình hiện tại mà Iran có thể tấn công trong vòng 24 giờ tới 48 giờ đồng hồ trong tuần tới này, hay là tuần này
chưa xác định cụ thể. Nhưng nếu như tấn công thì mục tiêu của Iran tức là sẽ tấn công toàn lực từ lực lượng Hezbollah, dây binh cách mạng ở tại Shia và lẫn cả Houthi, lẫn cả Iran, và đồng loạt tấn công những trái tên lửa này, thì đất nước Do Thái phải đáp trả như thế nào? Hiện tại như Duy Anh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua là hiện nay quân đội của Do Thái đã mang tất cả các hòa tiện tầm xa ra đặt ở bên ngoài của đất nước Do Thái, vì không phải bắn ở trong thành phố được, bắt buộc phải ra tìm phương hướng và đúng định vị hướng thẳng về phía Iran. Vì vậy tình hình hiện nay giữa Iran và Do Thái, cái chảo lửa đang sôi động cực nóng chưa từng có. Hamas thì đã tuyên bố ba đứa con của thủ lãnh Hamas đã chết do lực lượng quân đội Do Thái đã oanh kích ở dãy Gaza, thuộc ở tại bệnh viện Al-Azali. Kính thưa bạn, thì một bệnh viện lớn này, ba đứa con trai đi ở trên một chiếc xe ô tô, thì ngay vào thời điểm đó là lực lượng quân đội của Do Thái tập kích đã chính xác ba đứa con đi gặp Thánh Allah. Vì vậy tình hình hiện nay với ở khu vực Trung Đông, đặc biệt nhất là ở tại Palestine, đang ở trong cái dây cốt là cực nóng chưa từng có, giữa lúc Iran đã tuyên bố là một cuộc tấn công vào lãnh thổ đất nước Do Thái thời gian gần nhất. Bây giờ thì chưa tấn công, chúng ta chưa xác định được là nó sẽ như sao, nhưng nếu tấn công thì trở thành một cuộc diện là một cuộc chiến lan rộng cả Trung Đông, đặc biệt nhất là Iran hôm nay, mà giữa Do Thái và Iran đã từng tuyên bố với nhau, từng lên tiếng là sẽ xóa sổ lẫn nhau trong vòng 24 giờ đồng hồ, 48 giờ đồng hồ, ông nào cũng bữa nhau hết. Thì các bạn thấy là cuộc diện ở tại Trung Đông hiện đang đến thời kỳ kết thúc của nó, thì cái kết nào cũng vậy, luôn cả tình hình ở tại Ukraine cũng phải có cái điểm dừng của nó. Cái điểm đó là nó bao nhiêu người đã thiệt mạng, cái điểm đó tốt hay là xấu, nhưng nó phải có cái thời điểm chấm dứt. Nhưng hiện nay thì xem bộ là không có kiệt cái cửa chấm dứt, mà cái cửa phải nó đi đến là hủy diệt toàn diện với chúng ta. Qua lời phát biểu Bộ trưởng Bộ phòng của Do Thái, thì ông cho rằng với tình hình hiện tại, chúng tôi đang ở trong tình trạng đang chờ đợi sự đáp trả. Iran đáp trả với chúng tôi ở mức độ nào chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi đã tuyên bố thẳng một điều: nếu như bất cứ một trái tên lửa nào từ Iran bắn tới chúng tôi, thì chúng tôi không ngần ngại oanh kích bình địa đất nước Iran. Thì các bạn thấy cục diện của nó, đó là hai bên đang kình với nhau, bây giờ chỉ còn lại là quyết định từ Iran. Iran có dám chơi một cuộc liều mạng này hay không, hay là Iran sẽ mượn tay vào lực lượng của Hezbollah, Houthi và lẫn cả dây binh cách mạng của Iran ở tại Shia, tạo một cục diện tấn công ở cục diện biên giới. Thì nếu như cục diện tấn công biên giới này thì xem như ở tại lãnh thổ của Liban và luôn cả Yemen, cũng như ở tại Shia, những mục tiêu đó là những mục tiêu của Do Thái sẽ oanh kích một cách bình địa. Đường nào cũng là đường cửa tử trước tình thế này, với tình hình ở Trung Đông hiện tại ngày hôm nay, hầu như Do Thái đang chuẩn bị tất cả những kịch bản mà Do Thái sẽ đáp trả cho Iran, và Iran cũng vậy. Iran hiện cũng đang chuẩn bị mọi kịch bản sau khi Iran đã tuyên bố là sẽ đáp trả lời Do Thái một cuộc trả thù vào ở tại Shia, mà Do Thái đã tập kích vào đại sứ quán của Iran, làm cho 11 người đã chết, trong đó có hai tướng lãnh đã chầu trời. Kính thưa bạn, vì vậy giá dầu hiện tại ngay bây giờ là theo lời của giới chức thương mại về dầu hỏa đã công bố cho biết lên 90 đô la một thùng, và nếu như một cuộc tấn công sẽ trở thành là 120 đô la một thùng trong những ngày tới, thì cuộc chiến này đang chực hờ và chưa có hồi kết thúc. Và Iran cũng đã tuyên bố đóng cửa eo biển của quốc tế, đặc biệt nhất là eo biển này
với ở con kênh đào, mà một khi đóng cửa thì bế tắc toàn cầu. Kính thưa bạn, dầu hỏa bắt đầu sẽ nâng giá cao hơn, thì cuộc chiến này ai có lợi ở phía sau? Đó là Iran và Nga. Vì Putin đã hết đường lựa chọn, Putin không có còn các con đường nào về nguồn lực kinh tế của Putin, bắt buộc Putin đó là phải quyết định sau cùng. Chơi cho tới bến, hiện nay cái trục ma quỷ, bốn con quỷ cái này, kính thưa bạn, bốn con quỷ đực chứ không phải quỷ cái, vì đây là quỷ đực không à, không có bà mà có ông không à. Bốn con quỷ đực này từ Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran đang trở thành một trục để đứng lên phá hoại và quỷ nát thế giới ngày hôm nay. Thì thế giới sẽ bắt đầu bước vào cục diện lưỡng cực, giống như những chuyện phim Tàu đã từng tung tin. Vì vậy tình hình hiện nay là cục diện thế giới của chúng ta đang bước sang một giai đoạn hồi kết thúc. Màn ba, cảnh ba của nó đã đến nơi rồi, không còn kịp nữa. Mà cái gì Vô Danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn, đây là những tin tức thật sự, những tin tức đang nóng bỏng, những tin tức mà phải nói là chấn động trong 24 giờ ngày hôm nay. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại khu vực châu Á của chúng ta. Khu vực châu Á mới là khu vực chính tình hình hiện tại này. Vì hiện nay ở tại Trung Đông và luôn cả châu Âu chưa phải là cục diện chính xác của nó. Và cục diện ở tại châu Âu nếu như cái hàng là im lặng, hay là ở tại Trung Đông im lặng, thì cục diện ở châu Á sẽ nổi cộm, hay là ba cục diện này hè nhau bề hội đồng cùng một lúc. Chuyện này khó nói. Hiện nay với lời phát biểu của Kim Jong Un vừa tuyên bố một câu ấn lạnh sau khi ngoại trưởng của Nga ông Lavrov đến gặp Tập Cận Bình, và Kim Jong Un nói gì về tình hình hiện tại này. Kim Jong Un thăm một trường đại học quân sự của đất nước Bắc Triều Tiên, và Putin phát biểu ở trên đài truyền hình cũng như tất cả các cấp sĩ quan của Bắc Triều Tiên hiện đang có mặt ở tại trường học này trong cái ngày kỷ niệm của giới lục quân, không quân, hải quân và cấp sĩ quan của Bắc Triều Tiên. Thì Kim Jong Un cho biết, nói tình hình thế giới đang hỗn loạn, đây là cơ hội vàng cho chúng ta để phát động một cuộc chiến tranh. Chúng ta không còn ngần ngại, chúng ta không chờ đợi nữa, mà thời điểm đã đến. Lời tôi đã tuyên bố hôm nay, chúng ta sẵn sàng giáng đòn chí mạng vào kẻ thù của chúng ta. Đây là một đòn chí mạng quyết tử. Những kẻ thù của chúng ta đang ở trước mắt, mà chúng ta hãy có cơ hội, và cơ hội này là cơ hội đã chín mùi chúng ta để phát động chiến tranh, một cuộc chiến tranh để phủ đầu lên kẻ thù. Chỉ có phủ đầu kẻ thù chúng ta mới chiến thắng. Nhưng Kim Jong Un không nêu rõ là ai, thì còn ai ở khu vực châu Á này? Đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Kim Jong Un nhấn mạnh thêm một câu rằng, hiện nay với đồng minh của chúng ta đang hợp lực, chúng ta phải hỗ trợ tiếp đồng minh, đó là Tàu Cộng, Nga và Iran, vì các đồng minh của Bắc Triều Tiên hiện đang bị đe dọa, một thế lực thù địch đang chống lại chúng ta. Vì vậy, đây là cơ hội ngang vàng để chúng ta phát động một cuộc chiến tranh sắp tới. Hãy chờ lệnh tôi, theo lời phát biểu của Kim Jong Un, một lời đe dọa. Hiện tại thì Hoa Kỳ và lẫn cả Nam Hàn cũng như Nhật Bản chưa có lên tiếng trước tình hình lời phát biểu của Kim Jong Un qua một lời đe dọa đáng sợ này. Thì ngày hôm nay nói đến G7 mà Thủ tướng Nhật Bản, ông đã đến Hoa Kỳ gặp Tổng thống Biden. Giữa hai bên đang ký kết lên đến là 70 văn kiện hiệp ước quân sự về mặt vũ khí sản xuất ở mọi nơi, vân vân, mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đang đã dạch ra. Cũng như kế hoạch này không phải mới đây, đã có từ lâu, cũng như luôn cả là 1.000 kho vũ khí ở tại Nhật Bản. Mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, thì kế hoạch bây giờ đã hoàn tất. Vì vậy là Thủ tướng Nhật Bản đã đến gặp
Tổng thống Biden ở tại Hoa Kỳ và hai bên đang ký kết quân sự, thì Tổng thống Biden, ông rất hoan nghênh, ông nói sự hợp tác. Hai bên chúng ta đã ký kết một hợp tác toàn diện về quân sự, hợp lực để bảo vệ thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mà châu Á Thái Bình Dương ngày hôm nay đang rơi vào ở trong tình trạng là căng thẳng giữa lúc Tàu Cộng đang đe dọa nhiều quốc gia ở khu vực châu Á, trong đó có Nhật Bản và Nam Hàn cũng như Đài Loan. Vì vậy, việc mà hợp lực này là chúng ta đã ký kết toàn diện. Và sau khi lời phát biểu của Tổng thống Biden, ông cho biết, ông nói việc ở khu vực châu Á, chúng ta đã đạt được đến 100% hợp tác trong khối G7, và ông cũng kêu gọi Nhật Bản nên gia nhập vào khối AUKUS giữa Hoa Kỳ, Canada và Úc, và đã có thêm New Zealand. Thì bây giờ, theo lời của Thủ tướng Anh Quốc, ông đã cho biết ông đang ký kết làm việc cùng với Hoa Kỳ một cuộc tập trận lớn nhất ở khu vực châu Á trong năm nay, nhưng chưa ra theo thời điểm vào tháng nào và tàu hàng không mẫu hạm Elizabeth sẽ có mặt ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Hay liên cùng thời điểm này, kính thưa bạn, là Hoa Kỳ đang mở cuộc tuần tra cùng với Philippines, mà Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho biết rằng những cuộc tuần tra hải cảnh và tuần tra quân đội ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ không ngừng lại, và Hoa Kỳ tiếp tục những cuộc tuần tra sắp tới nhiều hơn nữa trước tình hình ở khu vực châu Á đang nổi cộm ngày hôm nay. Khu vực châu Á không còn là bình yên giống như những gì mà chúng ta đang thấy, mà khu vực châu Á trở thành là một khu vực là chiến tranh sắp xảy ra trong năm 2025 qua lời phát biểu của Tổng thống Biden cùng với Thủ tướng Nhật Bản. Ông đã đến Hoa Kỳ và hai bên gặp gỡ với nhau. Thì tình hình hiện tại thì nói đến việc mà giới chức của Hoa Kỳ, từ Bộ Quốc phòng và lẫn cả Bộ Ngoại giao, đang tha thiết kêu gọi Hạ nghị viện của Hoa Kỳ hãy phê duyệt cái gói hỗ trợ cho Ukraine sắp tới đây. Qua lời phát biểu của Tổng thống Biden, ông nhấn mạnh ở trong cuộc họp này và trả lời với báo chí, ông nói nếu như Hoa Kỳ không hỗ trợ cho Ukraine cái gói 61 tỷ đô la thì NATO có thể bị tan rã, mà lỗi này là lỗi của đảng Cộng Hòa. Với câu nói của ông như sau, ông nói tình hình hiện tại cuộc chiến này vì giữa Hoa Kỳ, NATO giống như để rằng là máu liền máu, thịt liền thịt với nhau, không thể sơ hở. Nếu như NATO mà không có cái gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine 60 tỷ đô la này thì NATO sẽ bị tan rã. Nhiều lý do với các quốc gia không có quân đội, những quốc gia hiện đang bẻ chỉ hôm nay. Và kế hoạch của Tổng thống Biden, ông sẽ có chuẩn bị cuộc họp tháng 7 sắp tới đây về vấn đề NATO. Và NATO cần phải có thay đổi hiến pháp. Nếu như NATO không thay đổi hiến pháp giữa tình hình hiện tại này thì NATO sẽ tan rã tức tắc. Theo những gì từ lời của Tổng thống Biden, ông đã tuyên bố, thì ông chỉ nói qua những vấn đề đang gặp khó khăn, chẳng hạn như hai quốc gia hiện đang có mầm mống để chia rẽ về tình hình ở tại NATO. Một, Hungary, hai là Slovakia. Hai quốc gia này đang đặt trọng tâm trước tình thế này, và Hoa Kỳ có thể chấp thuận hai quốc gia này còn ở lại NATO, nhưng cũng có thể loại bỏ nó ra bất cứ giờ phút nào. Và nếu như hai quốc gia này bị loại bỏ, sẽ bị cô lập hoàn toàn, nằm trong Liên minh châu Âu, chỉ chờ chết. Kính thưa bạn, tình hình hiện nay nói đến ở khu vực châu Á, từ châu Âu và lẫn cả Trung Đông, thì bây giờ đang ở cái mở màn để tam thế chiến, là từng phần một, bây giờ nó đã đến kịch bản màn 3, cảnh 3, mà chúng ta khó có thể diễn tả được. Chúng ta cứ nhìn qua biến đổi khí hậu và cũng như sự nhiệt nguyệt ở tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia mà xảy ra từ ngày 9 và ngày 10 mà toàn thế giới đang lên tiếng hôm nay, cũng như đặc biệt nhất là với những chuyên gia về chiêm tinh nhận định cho rằng đây là cái thời cuối cùng rồi, khi nhiệt nguyệt đã đến
Nhật Nguyệt đã đến ở trong cái cảnh toàn thực mà chúng ta đang thấy. Đó là một cảnh tượng chúng ta cứ nghĩ rằng đây là một chuyện là hiếm hoi, nhìn thấy được nó là cái điều may mắn, có thể hiểu được về không gian và nhiều mặt khác, kính thưa bạn. Nhưng đây là báo hiệu, sự báo hiệu cho nhân loại của chúng ta đã đến hồi kết thúc trong thế kỷ 21 này, là dẫn đến một cuộc đệ tam thế chiến, và sau khi đó sắp xếp trật tự thế giới. Và thế giới này sẽ như thế nào thì cũng có nhiều chuyên gia nhận định cho rằng đây là sự nhật thực này, là dẫn đến ở một hai hành tinh khác bắt đầu sẽ đấu với nhau ở trên trời, ở trên trời. Các ông ăn cơm biết nói chuyện trên trời, vì vậy mình khó nói được chuyện đó lắm, vì chưa biết chưa hay ra sao. Nó hiện nay là cũng có thể có những hành tinh xuống ở trần gian này, xuống trái đất này để đánh với chúng ta, mà cũng có thể hai hành tinh đó sẽ đụng nhau và đánh nhau ở trên đó. Vì vậy có câu của sấm giảng Đức Phật Thầy Thế An nói cái câu: chừng nào đá nổ xuống chai thì bắt đầu mới tạo thiên lập địa. Thì cái câu đá nổ xuống chai này người khó có thể hiểu, thì bây giờ bắt đầu người ta đã thấy, đã nói những hành tinh ở trên đó khi đụng với nhau thì bắt đầu những cục đá ở hành tinh này, khi trái đất bắt đầu ngừng quay di chuyển của nó trong vòng thời gian bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, thì những cục đá đang bay lượn ở trên không gian này bắt đầu sẽ rớt xuống. Và có súng cũng vô dụng một khi đá nó nổ, mà chúng ta nhìn thấy thời gian vừa qua ở tại đất nước Nga, khi các hành tinh đã rơi xuống trái đất thì bắt đầu nổ, Nga phải bó tay trước tình thế đó. Dù rằng Nga, vũ khí của Nga vào thời điểm đó là vũ khí tấu tăng, nổ cho nó dữ, nhưng cuối cùng cũng phải bó tay trước cái thiên mệnh mà ông trời ông đã sắp đặt. Vì vậy nói là chừng nào đá nổ sống chai thì thế giới bắt đầu sẽ thay đổi và sắp xếp lại trật tự thế giới mới. Có phải đúng vào thời điểm đó hay không, kính thưa bạn? Với những câu sấm giảng này chúng ta khó có thể biết được, nhưng trước mắt là đã báo hiệu cho chúng ta thấy được trước tình thế này, về tình hình ở ngàn hiện nay mà thế giới đã lên tiếng. Riêng về các cuộc gặp gỡ giữa Lagos và Tập Cận Bình, cũng như Kim Trung Un và giới ngoại giao của Bắc Kinh đã đến gặp Kim Trung Un và trao lá thư mật mà Dấu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy tình hình hiện nay, tức là giữa Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran đã chính thức họ trở thành một đồng minh, một trục. Mà điều đáng ngại nhất, Hoa Kỳ ngày hôm nay đang lo lắng vấn đề này và luôn cả châu Âu. Nếu như một cuộc chiến ở tại Trung Đông bùng nổ, Hoa Kỳ không thể bỏ Do Thái. Và nếu như bỏ Do Thái là cục diện của nó còn tồi tệ hơn nữa. Và nếu như Hoa Kỳ nhảy vào cuộc thì sẽ trở thành là bị chôn chân. Tàu cầm Nga và Iran bắt đầu xây trục, Bắc Triều Tiên sẽ là cái quốc gia châm ngòi cuộc chiến đầu tiên để cho Hoa Kỳ. Như vậy là rối bời từ mặt nguồn lực vũ khí. Hiện tại ngay bây giờ với cạn kiệt về đạn pháo thì Hoa Kỳ không đủ sức để hỗ trợ cho đồng minh từ Do Thái lẫn cả châu Âu và luôn cả Ukraine. Hiện tại ngay bây giờ Nga sẽ đạt được thành công mục tiêu cuộc thắng, và Hoa Kỳ có chấp nhận điều kiện này hay không, hay là Hoa Kỳ sẽ quay trở lại cái thời kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân giống như ở tại Nhật Bản vừa qua, hay là Do Thái sẽ tức tốc nhấn nút vũ khí hạt nhân bay thẳng đến Iran để hủy diệt. Mọi kịch bản đã sẵn sàng chuẩn bị sẵn, và Tàu Cộng cũng đang trực hờ sự vụ này. Và nếu như cục diện thay đổi thì bắt đầu sẽ lôi về Thái Bình Dương để bữa một trận ở gan là những một trận thứ hùng như ở trong cái thời chiến quốc ở tại đất nước Trung Quốc,
mà chúng ta đang thấy hôm nay, thì dấu hiệu này đang trực hờ từ Tàu Cộng, Ấn Độ, Bắc Triều Tiên và luôn cả Pakistan, với bốn quốc gia có vũ khí hạt nhân. Nga, Hoa Kỳ, châu Âu đang trực hờ sẵn sẽ tham chiến, thì họ bắt đầu sẽ trở thành một trục. Và những quốc gia này, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ khó có thể đỡ được, phải đi đến cái việc kết thúc đó là vũ khí hạt nhân. Hiện nay như Nhật Bản đã tuyên bố là tình hình ở Nhật Bản, hiện tại những quần đảo sát là giới Nga, Nga đang đe dọa, dù hình thức từ máy bay lẫn cả tàu chiến, lúc nào cũng đe dọa, thăm dò, xem tình hình ở Nhật Bản, những căn cứ quân sự ở nơi đâu, và máy bay không người lái, Tàu Cộng thì mượn cớ để thả kinh khí cầu, cũng đe dọa đến Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thời gian vừa qua, hầu như kinh khí cầu của Tàu Cộng đang bay khắp cả thế giới. Vì vậy, trước tình hình chiến lược này, Hoa Kỳ hãy ở trong cái tư thế là chiến tranh đang chờ sắp tới. Theo Nhật báo Anh Quốc nhận định cho rằng, với tình hình hiện tại này, dù cho cựu Tổng thống Donald Trump, ông tái đắc cử của năm 2025 này, kính thưa bạn, thì ông cũng không thể giải quyết được vấn đề nào mà bắt buộc ông phải vào cuộc. Đây là cái nút thắt, cái số phận của cựu Tổng thống Donald Trump, ông phải gánh chịu và ông phải giải quyết cái món nợ này. Ông giải quyết cái đống rác này bằng cách nào? Bây giờ Vũ Danh thấy rằng ông cũng khó thể giải quyết được. Mới vừa những chuyện lùm xùm với cựu Tổng thống Donald Trump, lời qua tiếng lại về vấn đề Ukraine lên tiếng, chính thức Tổng thống Zelensky mời cựu tổng thống Biden đến Ukraine, thì hôm nay cựu Tổng thống Biden ông từ chối, cựu Tổng thống Donald Trump ông từ chối và ông không đến. Ông nói tôi không đến, nhưng hiện tại tôi không có tư cách nào tôi đã đến đất nước Ukraine. Nếu nói quan chức thì cũng không phải quan chức, mà cái gì không phải gì, vì ổng đã bây giờ là cụ rồi, kính thưa bạn, là cụ rồi, ổng không đến được. Vì vậy là châu Âu đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, qua những lời phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump vào nhiệm kỳ của ông về NATO, là NATO đang cũ kỹ, NATO lỡ thời rồi nên hủy bỏ nó đi. Bây giờ là NATO đang sống lại, nó trở thành một đoàn kết móc xích, và Anh Quốc, Pháp là một trong hai đồng minh then chốt ở Gaza, giống như là thịt liền thịt, da liền da với nhau, không thể tách rời được. Và tình hình cục diện ở châu Âu đang rối rem, cộng thêm Do Thái bây giờ là nổi cộm hơn khu vực ở châu Á, đặc biệt nhất là Kim Jong Un. Kim Jong Un sẽ bắt đầu một cuộc khuấy động chiến tranh mới ở tại khu vực châu Á, theo các báo chí bình luận, và chuyến đi của ông Lagos đến ở tại đất nước Trung Quốc, đây là báo hiệu bắt đầu cho một màn ba cảnh ba đã mở màn ở khu vực châu Á của chúng ta. Đó là chi tiết về tình hình khu vực châu Á, kính thưa bạn. Riêng về Thái Lan hôm nay thì thủ tướng của Thái Lan đã công bố bỏ 14 tỷ đô la cho người dân để kích thích kinh tế. Ai cha đã chưa, kính thưa bạn. Thủ tướng của người ta, chính phủ của người ta ngon lành là sơ sơ móc ra 14 ngân ở nhà tỷ ngân sách của Thái Lan cho người dân, không phát theo mỗi đầu người cái khoản tiền này để mua sắm và kích thích kinh tế cho Thái Lan được phát triển. Còn Việt Nam của chúng ta không biết là Trọng Lú là với Phạm Minh Chính kích thích cỡ mức độ nào, Vũ Danh không biết. Nhưng hãy nói là hầu như cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại ngay bây giờ chỉ dơ dét tài sản của người dân, bỏ túi riêng, sau khi đó bỏ chạy sang châu Âu và Hoa Kỳ hay Úc Châu, những quốc gia khác, thì cái khoản tiền mà họ nghĩ rằng là tham ô, họ móc ngoặc, họ lấy tài sản của đất nước, của người dân, họ có tồn tại hay không? Vô Danh hiện tại ngay bây giờ, kính thưa bạn, hãy nói là với bản thân của Vô Danh, tiền bạc không cần nữa, vì mình hiểu được
chuyện thế sự, chuyện đời, nó đã đến hồi kết thúc, con người ai cũng phải chết. Và sống chỉ cơm ngày hai bữa, đó là hạnh phúc lắm rồi, không cần phải đòi hỏi. Nhưng con người thì có người gì người khác, bàn tay chúng ta có ngón ngắn ngón dài, đầy tham vọng của mỗi con người, không thể tránh khỏi được. Vì vậy, thế sự làm sao để tránh khỏi cuộc chiến tranh này, phải còn dai dẳng, còn nhiều chuyện hơn nữa. Nói về Vương Đình Huệ, hôm nay thì đài truyền hình của Đảng Cộng sản Việt Nam đang công bố với chuyến đi của Vương Đình Huệ hoành tráng và ngon lành, là Vương Đình Huệ đã ký kết với Tập Cận Bình về vấn đề phát triển đường cao tốc ở Việt Nam và luôn cả xây dựng sân bay. Trời ơi trời, bỏ tay luôn. Nghĩa là chạy qua cái thằng ăn cướp nhận là cha của mình, vì thằng cu ba bây giờ nó nghèo quá rồi, chắc nghỉ chơi rồi, không có nhận nữa. Thôi chạy ra Tập Cận Bình đi, nhận cha của mình để nó qua nó xây dựng kinh tế, hạ tầng cơ sở cho Việt Nam. Nhưng cái điều đặc biệt nhất nói đến về vấn đề sân bay. Kính thưa bạn, sân bay Long Thành hiện đang đắp mô và không có cải cách, không có giải quyết được, hãy nhờ đến Tàu Cộng. Thì bao nhiêu thiết bị về vấn đề điện từ Tàu Cộng đã đặt ở trên sân bay. Đây là sân bay thuộc về sân bay chết. Nó chỉ muốn cho sống giờ nào thì sống giờ đó, và chết giờ nào thì chết, về vấn đề sân bay. Và thời gian mà khi họ đã ký kết xây dựng sân bay Long Thành và nhiều sân bay khác, luôn cả ở Hà Nội, theo lời phát biểu của Vương Đình Huệ đã tuyên bố, thì bao nhiêu điện từ đặt vào đây, cũng như đâu phải xây dựng xong là Tàu Cộng đã xây dựng rồi, bây giờ thôi mày về nước mày đi, tất cả mọi thứ hết. Không, họ còn ký kết việc bảo trì thời gian, phải nói là la vi, là nghe là suốt cả một cuộc đời. Thì họ cứ thay đổi, khi họ phát minh được những điện từ mới, những hệ thống về vấn đề nghe là hacker vân vân đã được hoàn tất, thì cứ thay đổi hoài sao hoài, thì Việt Nam chỉ còn đường chết thôi. Kính thưa bạn, một khi làm ăn với Tàu Cộng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoan hô tưng bừng cho rằng đã đạt được thành công ký kết toàn diện về vấn đề thương mại, kinh tế, hạ tầng cơ sở với đất nước Trung Quốc, thôi Việt Nam của chúng ta, bà con cô bác của chúng ta bây giờ đã bị hạn hán khổ sở rồi, thôi chuẩn bị sách cái hãy tìm cái mỹ dùa nào cho nó đẹp đẽ chút xíu, và tìm bộ đồ nào để chuẩn bị đi ăn mày ăn xin đi, vì đây là cái thời điểm đã đến rồi, cái thời điểm mà ngang cái câu của Sấm Trăng Trình nói hạ quân nó đã đến rồi. Kính thưa các bạn, cái câu này phải nói bây giờ nó đang trùng khớp với nhau, bây giờ nó đang bước vào cái thời điểm này. Vì vậy nói việc đất nước Việt Nam của chúng ta mà phát triển đất nước ở chế độ cộng sản này thì xem như là tiêu tùng, cái ngày phát chết thì có, đừng nói đến cái ngày phát triển đất nước. Đó là một trong tin tức Việt Nam hôm nay. Dân Du Danh có bao nhiêu có tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.